Ông chồng cắt tóc là gì ông chồng? Sao đây? Bạn gái bỏ á? Rồi bạn gái bỏ làm gì mà khóc được ông cháu ấy? Cắt đầu đẹp đẹp để người yêu quay lại với ạ. Thôi được rồi, có mày khóc. Yên tâm, chú cắt cho mày quả đầu cho nó nhìn thấy mày phát nó yêu lại mày luôn, ok chưa? Ngủ đi, có mày khóc. Ngủ đi. Dậy đi ông cháu ơi, xong đấy. Quả đầu đi tìm lại người yêu cũ của cháu đâu nhỉ? Đấy, quả đầu đi tìm lại người yêu cũ của cháu đấy. Đẹp quá chú ạ. Đẹp không? Bây giờ cháu phải đi tìm người yêu nuột hơn cô đấy. Xứng đáng với tình yêu của cháu hơn cô đấy. Đúng rồi, mình phải đi tìm con người yêu nuột hơn con đấy. Con đấy nó không trân trọng tình cảm của mình, ông cháu chưa? Mình đi kiếm con mới trân trọng tình cảm của mình, ông cháu chưa? Vâng. Không nên yêu những cái con mà là không yêu mình, nhớ chưa? Quên nó đi, lau nước mắt đi. Lấy hẳn cái này lên là lau lại, sạch chưa? Kiếm con người yêu mới, nhớ chưa? Thôi của ông cháu một lốp đây, có bo ông chú đồng nào không? Không ạ. Còn đúng trăm à? Vâng. Thế này tiền đâu đi cơ con nghiếu mời cháu? Hả? À? Thôi để sao? Thôi đi bốc bắt họ đi, nhá. Bốc bắt họ cơ con nghiếu mới. Rồi, ok ông cháu làm được.